Nếu như Shinji anh ta không tận dụng tốt những khoảnh cua cuối cùng và để xem rằng Ninh Quỳnh anh ta có đâu. Banky đang cách xong đâu đấy là 1.9 giây. Và Phantom chỉ có cách ôi đùa, vừa nhắc tên của Phantom xong thì Phantom lại lỗi và khiến cho Banky có được cho mình cái vị trí thứ hai. Không mặc kết... dù bây giờ chúng ta đang hướng đến những cái trận đấu cuối cùng rồi. Lỗi này Danji, anh ta không sử dụng Echu ở đây. Và Annie đấy vươn lên một cách quá nhanh đi. Hình như là có Ôi. hai lần nói như đây là một mắt thi đấu này. Chúng ta hãy cùng xem màn hình của Hảo để xem là anh ta đã bắt một cái drip trượt nhưng mà hơi sớm một tí, hơi đáng tiếc. Và đây Hảo lại tiếp tục gặp lỗi, nó không cái được vào trong tóc gì được mình và làm được gì hay không đây. Ê, sang lỗi rồi, ôi ơi kìa. Wow, không lỗi thì cơ hội vẫn có dành cho Quang. Và để xem nào, những khúc cua gần cuối liệu rằng là SE có thể vượt lên không đây khi mà mình cắt. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, trời ơi, thôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Lỗi, hơi đang tiếp vâng. Một tí cho mình đang quen của đang băng trên con đường của mình. Phải cách hiện tại sau với tâm hài đang là 4 giây, ông quen lại lỗi kìa. Vừa không sao, không sao. Cứ gọi như rằng là anh ta lại bỏ trong những map thi đấu vừa qua. Nhưng không, anh ta vừa lên cực kỳ mạnh mẽ đây, bỏ ra Herinata nhảy hơi sớm trong cái pha thi đấu vừa rồi và điều đấy đã khiến cho anh ta đã bị kẹt lại ở đây. Và ở trong tình huống này thì Nam Noi Z đã có một pha bay có thể nói là tốt đấy, nhưng mà Red outplay anh ta với cả dòng để có thể là thu hẹp được về số điểm. Nhưng lúc đó vẫn tốt, dường như là anh ta có một cái tình huống gọi là xi nhan trái rẽ phải rồi. Cái khoảng cách này không thực sự là vấn đề với các tuyển, nhưng ở đâu đó tôi cảm nhận được rằng là Ninh Quỳnh đang quá mạnh ở cái bảng đấu này đây. Không phải là tên thì Ninh Quỳnh bị lỗi rồi, anh ta bị rơi xuống vực, khá là đáng tiếc mình cho Ninh Quỳnh. Và chúng ta chờ xem những tình huống tiếp theo thì ai sẽ là người mặc lỗi Quỳnh này. Không phải 9 giây, 1 giây là những gì mà anh ta tạo ra được. Nhưng Min đã vượt qua được vị trí của sao gì và cực kỳ dễ. Ôi, Min đã bị lỗi mất rồi. Thôi, vâng. Nhưng mà không mạnh lỗi. Nhưng tuy nhiên Nonoi Z anh ta vẫn đang phải cạnh tranh Heren mạnh lỗi. Phòng Vres vượt lên. Ôi, Nonoi Z mạnh lỗi rồi. Ba cái tên đã bị mắc lỗi và tạm thời đã bị bỏ lại phía sau. Phong mới là người có được vượt lên mạnh mẽ. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ thì cái nhịp tim cũng như là cái màn trình diễn của Heren nó đang là thấp nhất. Điều này cho thấy được rằng Heren anh ta không bị quá là sao nhãng. Trải qua những cái chặng đua đầu tiên và gặp phải những cái người như vậy thì sẽ các tuyển thủ còn lại trong cái chặng đua này sẽ cần phải rất cẩn thận. Và vừa mới nói xong thì Heren anh ta mắc lỗi rồi. Nonoi Z đang đứng ở vị trí thứ 3, Vures ở vị trí thứ 2 và Phong anh ta vẫn duy trì một cái phong độ đúng như tên gọi của anh ta ở vị trí. Và vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc, Heren vẫn giữ cho mình được vị trí đầu tiên. Nhưng Phong anh ta gây ra áp lực và Heren mắc lỗi mất rồi. Vừa nói xong thì Heren ngay lập tức mắc lỗi và anh ta thậm chí còn bùm đi cho lỗi nữa kìa. Thì đấu một map một lát như thế này thì chiếc băng mảnh thư vương là cực kỳ tuyệt vời. Còn quay trở lại thì CZ anh ta mắc lỗi cùng với là Ninh Quỳnh, nhưng Ninh Quỳnh fit lỗi kịp. Và ở đây CZ anh ta lại chiếm trip nữa kìa. Đừng quên rằng là CZ chỉ hơn Ninh Quỳnh có 2 điểm. Anh ta cần đua cẩn thận, khoảng cách chỉ là 0.1 giây để xem được có bất kỳ bất ngờ nào hay không. Đây câu trả lời đã có rồi, nhưng mà sao sẽ ngay lập tức lên được top 1 của mình và con anh ta bị lỗi. Một tình huống quá là bất cẩn đến từ vị trí của con anh ta đã quá xuất sắc ở trong cái pha muốn vượt qua CLC. CLC ở trong tình huống này hơi mắc lỗi thôi, nhưng mà những cái lỗi đó không đáng kể và vây đích đến từ vị trí của CLC. CLC top 1, Fang, ôi, Fang bằng một cách thần kỳ nào đó thì anh ta đã lỉnh lên được vị trí thứ hai rồi. Quá tuyệt vời đến từ nhà vô địch của chúng ta. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.